Hello mọi người, sẵn thì lên HP ZBook, em lên tiếp tục HP ZBook. Con này là màn hình 17.3 inch nha mọi người. Con ZBook 17.3 inch, nãy thì có cái video vừa trước đó là 15.6 inch. Đây là 17.3 inch là cái con mà máy trạm khủng. Em sẽ view cho mọi người. Hai cái cấu hình thì nó gần gần như nhau nhưng mà mọi người xem về cái con 17 inch này ha. Em sẽ quay cho mọi người xem. Đây mọi người, màn hình 17.3 inch đang xem 4K nó mượt kinh khủng luôn. Con máy này là gọi là con máy trạm rất là khủng. Tại vì chưa nói về cái cấu hình của nó mà nói về cái độ lớn của cái màn hình của cái máy thôi là nó thấy nó khủng rồi mọi người. 17.3 inch là cái size rất là lớn hiện giờ. Nếu mà dùng cho thiết kế hay là đồ họa rồi là rất là sướng luôn mọi người. Tại vì to á, dù vẽ AutoCAD hay thiết kế cái này cái kia trên cái máy 17.3 inch là nó đã lắm, thiết kế nó sướng lắm. Đây mọi người ha, cái con này là con 15.6 inch nãy em có view rồi. Thì em mở hai con lên để so sánh cho mọi người là 15.6 nó đã to rồi mà 17.3 là nó to cỡ nào nữa mọi người ha, rất là to luôn. Rất là to. Đây cái cấu hình của nó. Đây là cái dòng mà máy trạm, màn hình rất là đẹp nha mọi người. Phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Màu sắc rồi là đẹp tuyệt vời luôn á mọi người. Rất là đẹp, chống chói. Cái cấu hình nè, cấu hình rất là khủng luôn. Đây, nó là HP ZBook 17 nha mọi người. 17 là 17.3 inch đó. Cấu hình của nó là i7-4800MQ. Cũng là 8 CPU nha mọi người. Cũng là 8 CPU, 2.7, 8 CPU. Đặc biệt là RAM 32GB mọi người ha. RAM 32GB mà nó khủng ở chỗ này nữa. Đây là nó chạy song song hai card màn hình ha. Onboard với lại card đối ngoại là card RAID nữa nè mọi người nè. Đây, card RAID này là card RAID khủng ha, quad DDR K4100M mọi người có thể tìm hiểu về cái card này, nó là card RAID 4GB, card quad DDR K4100 là rất là khỏe. Cái nãy cái video kia thì của cái máy kia thì nó chỉ có là K1100, cái này K4100 nó 4GB nha mọi người. Màn hình rất là đẹp luôn, màn hình full HD, bấm màn hình cho mọi người xem. Đây nè mọi người nè, 1920 nhân 1080 mọi người ha. Đẹp không có điểm chê luôn. Nói về cái màn hình là nhìn rất là đã. Mình làm thiết kế rồi là cực kỳ ok. SSD của nó là nó chạy SSD là 180GB cộng với HDD 1000GB nha mọi người. Nó chạy song song hai cái ổ cứng. Thì cái SSD thì mình chạy chương trình là vô tư rồi mọi người, chạy nên là máy rất là nhanh mượt. Còn cái HDD này thì mình chứa dữ liệu của mình, hình ảnh, phim hay là tất cả những cái tài liệu dữ liệu gì thì mình để vô trong đó tha hồ lễ mọi người ha. Máy màn hình 17 inch thì quá quá chi là khủng rồi. Zin nguyên bản, nó cũng là phím có LED luôn. Rồi cũng bên hông cũng có phím số như thế này. Vỏ full nhôm, chất lượng các ngõ kết nối là đầy đủ hết. Các ngõ kết nối là đầy đủ hết nha mọi người. Nói chung là đầy đủ các ngõ kết nối hết. Cái sạc của con này nó rất là khủng. Pin nó thì trên 3 giờ sạc khủng lắm. Em đang sạc cho nó. Đây mọi người. Tại vì máy trạm máy khủng mà cho nên là cái cục sạc nó khủng nha mọi người. Này, nó dính cái gì không biết. Đây, từ Nhật về cục sạc rất là bự luôn. Sạc khủng. Cái bên này thì nó đi kèm theo đồ chơi. Cái này gọi là đồ chơi thôi mọi người. Có nghĩa là nếu như á, bình thường á, dân công trình á, mà dân thiết kế rồi người ta thích những máy to như thế này lắm. Ví dụ như đi tới nơi này nơi kia thay vì người ta xách bộ máy bàn thì người ta sẽ xách cái này đi, vừa khỏe vừa tiện mà màn hình nó bự nữa, để thiết kế vẽ CAD hay là làm cái gì kia rồi nó máy nó to đó mọi người. Cho nên đó là người ta hay vác đi, thường ở bên Nhật á, là nó về là nó nguyên luôn, nó cho mình là nguyên cái này luôn. Cái này là của cái của HP, của Zin, của HP luôn nha mọi người. Thì ví dụ như mình không có muốn là nối lên, giống như mình thiết kế nó như một bộ máy bàn đi, thì mình đặt cái máy này lên đây và mình ghim hết các ngõ kết nối nè mọi người nè. Nó giống như là cái cục máy bàn vậy đó, mình muốn nối cái gì cũng được luôn á mọi người. Mình nối lên cái này ha, còn cái máy thì cái này là cái G này nè, mình đặt cái máy lên là nó sẽ như là một cái bộ máy bàn vậy đó mọi người. Mình cần cái gì thì mình nối, mình kết nối qua đây hết, đầy đủ hết luôn nè mọi người nè. Đó, thì cái này là nó đi kèm với cái máy khủng này. Một cái con máy khủng mà có card rồi, card đồ họa 4GB rồi RAM 32GB. Chip QM mà khủng, đặc biệt của nó là màn hình 17.3 inch là cái gọi là rất là hiếm luôn. Nó ai mà phải tìm, phải khó lắm thì mới tìm ra được nó.
Đó, thì bởi vậy cho nên đó là nhiều người thì cũng thích là máy gọn thôi, tại vì không có phù hợp với cái công việc, là còn nhiều người thì ưng để một chỗ thì máy, mà máy bự như thế này xài như thế này thì lúc đó xài mới thấy sướng nha mọi người. À, em báo giá mọi người nè, là máy 17.3 inch, cấu hình khủng như vậy, kèm kèm sạc khủng nha, cái sạc đó là cả triệu rồi đó mọi người, với lại kèm cả cái đồ chơi của nó đi theo, tặng theo máy như thế này, là giá chỉ có 10 triệu. 10 triệu thôi nha mọi người, 17.3 inch. Mọi người cứ trải nghiệm thì sẽ biết, thì tại vì cái giá trị của nó, cái tầm tiền của nó mà để sử dụng cái này là rất chi là đã luôn. Vì cái tìm cái máy 17.3 inch nó khó lắm mọi người. Mình nhìn á, khi mà em view cho mọi người á thì nhìn thấy nó cũng nhỏ vậy đó. Nhưng mà mình dở cái máy 17.3 so với cái 13.3 hay là 12.5 hay 15.6 thì đây nè, 15.6 đã to rồi mà nó đã còn nhỏ hơn 17.3 nên mình biết nó như thế nào ha. Rồi ai chốt thì inbox em. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Máy là em bao dinh nguyên bản 100%. Bao test cho mọi người 1 tuần, trong thời gian 1 tuần đó máy có lỗi gì em sẽ đổi máy khác cho mọi người. Máy siêu chất lượng luôn mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của em.